Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Bắt đầu phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát cho biết trong quá trình giám sát giải quyết vụ án, luôn tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan của vụ án. Chúng tôi trân trọng tất cả quan điểm, bài bào chữa, chứng cứ của các luật sư bào chữa cho các bị cáo và sự thành khẩn khai báo ăn năn hối cải của các bị cáo trong những ngày xét xử vừa qua. Đại diện viện kiểm sát nói, về bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thành Phát, tại phiên tòa, viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên tử hình chung cho ba tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại tội danh tham ô tài sản. Đối đáp lại luật sư, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bà Lan sở hữu 91% vốn điều lệ của SCB, điều hành mọi hoạt động của SCB. Các tài liệu thể hiện bà Trương Mỹ Lan là người bố trí, sắp xếp nhân sự của SCB. Theo đại diện Viện Kiểm sát, đây là thủ đoạn, phương thức phạm tội của bà Trương Mỹ Lan trong quá trình rút tiền ra khỏi SCB. Các bị cáo chủ chốt tại SCB đều khai nhận, khi được bổ nhiệm đến lúc xin nghỉ đều phải thông qua Trương Mỹ Lan. Từ đó đại diện Viện kiểm sát khẳng định hành vi của bà Trương Mỹ Lan đã đủ yếu tố để cấu thành tội tham ô tài sản. Do đó Viện kiểm sát truy tố về tội danh tham ô tài sản đối với bà Trương Mỹ Lan là có căn cứ. Về vấn đề đánh giá hậu quả thiệt hại của vụ án, theo đại diện Viện kiểm sát, hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan thực hiện xuyên suốt từ năm 2012, bản chất Trương Mỹ Lan coi SCB như một công cụ tài chính như một nơi giữ tiền. Bất cứ lúc nào cần tiền thì Trương Mỹ Lan chỉ đạo các bị cáo khác rút tiền ra khỏi SCB. Việc đưa tài sản đảm bảo cho các khoản vay chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội. Các tài sản này có thể rút ra thay thế bằng tài sản khác, không đủ điều kiện pháp lý dẫn đến các khoản vay, không có khả năng thu hồi vốn. Quan điểm của luật sư cho rằng, việc đánh giá xác định thiệt hại của vụ án phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự. Tuy nhiên, ngoài việc định giá để xác định thiệt hại thông qua hội đồng định giá thì cơ quan tố tụng có thể áp dụng các biện pháp thu thập chứng cứ khác để xác định thiệt hại của vụ án và trong vụ án này cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng các biện pháp khác để xác định hậu quả của vụ án mà không cần thông qua hội đồng định giá. Trong vụ án này, viện kiểm sát không căn cứ vào kết luận định giá của công ty Hoàng Quân để xác định thiệt hại mà áp dụng các biện pháp điều tra khác để xác định thiệt hại của vụ án. Viện kiểm sát đã áp dụng cách tính tổng dư nợ trừ đi giá trị các tài sản đảm bảo theo định giá của công ty hoàng quân là đã áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo cách tính thiệt hại lấy tổng dư nợ trừ đi giá trị tài sản đảm bảo viện kiểm sát cho biết việc xác định này chỉ áp dụng đối với các vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng thông thường tuy nhiên trong vụ án này bản chất của trương mỹ lan là chiếm đoạt tài sản đưa các tài sản đảm bảo vào thế chấp nhưng không đăng ký giao dịch bảo đảm hoán đổi nhiều tài sản không đủ điều kiện pháp lý nên Viện Kiểm sát không xác định hậu quả của vụ án theo cách tính trên. Đối với quan điểm cho rằng việc SCB bán nợ cho công ty VAMC là được Ngân hàng Nhà nước cho phép nhưng vẫn quy kết dư nợ đã bán cho VAMC và hậu quả của vụ án. Theo đại diện Viện Kiểm sát, dù pháp luật cho phép các tổ chức tín dụng được quyền áp dụng các biện pháp bán nợ cấn trừ nợ để xử lý nợ xấu, nhưng trong vụ án này các bị cáo dùng biện pháp bán nợ cấn trừ nợ. Đây là thủ đoạn, phương thức để che giấu nợ xấu che giấu hành vi phạm tội để chiếm đoạt tiền rút ra từ SCB, nên các bị cáo vẫn phải có trách nhiệm đối với các khoản nợ này. Theo cáo buộc, giữa vai trò trưởng ban kiểm soát SCB từ ngày 17 tháng 4 năm 2019 đến ngày 7 tháng 7 năm 2022, bị cáo Lưu Quốc Thắng đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng đầy đủ chức năng nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát, thiếu kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng SCB, nên đã không phát hiện ngăn chặn kịp thời có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của SCB trong việc hợp thức hồ sơ cho vay giải ngân 652 khoản vay gây thiệt hại cho SCB hơn 344.000 tỷ đồng. Với sai phạm này, bị cáo Thắng bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bào chữa cho bị cáo Thắng luật sư không tranh luận về tội danh, nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét về cáo buộc thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý không ngăn chặn kịp thời để Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB. Theo luật sư, trong thời gian làm việc tại SCB, bị cáo phát hiện rất nhiều sai phạm, nên đã làm hàng chục báo cáo tình hình hoạt động, nêu các kiến nghị để hội đồng quản trị chỉ đạo các chi nhánh phòng ban liên quan, giám sát chặt chẽ nguồn vốn, nguồn trả nợ của khách hàng, nhưng không được hội đồng quản trị SCB xem xét. Ngoài ra, quá trình công tác bị cáo còn chủ động đề xuất phải xem xét lại tiến độ thực hiện một số dự án bất động sản là tài sản đảm bảo cho các khoản vay để kịp thời phát hiện những sai sót trong ngân hàng. Bị cáo còn có ý kiến. Văn bản báo cáo gửi Hội đồng Quản trị xem xét định giá tài sản, giá trị tài sản thực tế nhưng không được xem xét, hoặc báo cáo về việc một số khoản vay có giá trị tài sản đảm bảo được định giá cao hơn thực tế. Ban kiểm soát đề nghị xem xét định giá lại phù hợp đề nghị khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo. Thậm chí từ tháng 2 năm 2022, khi bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối phải nằm điều trị trong bệnh viện, nhưng bị cáo Thắng vẫn tiếp tục làm văn bản báo cáo những bất thường tại SCB với Hội đồng Quản trị. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Huỳnh Lan Chi, nguyên phó giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng SCB, Luật sư cho rằng bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, tuy nhiên khi phát hiện thấy cấp trên chỉ đạo sai pháp luật, bị cáo đã phản đối, không đồng ý thực hiện, nên đã xảy ra mâu thuẫn với cấp trên là bà Nguyễn Phương Hồng, hiện đã chết. Nhiều lần lãnh đạo cấp cao là Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, Chim Minh Dũng, Phó Tổng Giám đốc SCB đứng ra giải quyết. Theo luật sư, do nhận thức được việc làm sai trái cuối năm 2017, bị cáo Lan Chi đã ba lần viết đơn xin nghỉ việc nhưng không được chấp thuận. Để tạo áp lực, bị cáo đã chọn cách không ký tờ trình xin xét duyệt các hồ sơ vay trong 6 tháng để gây áp lực cho cấp trên, buộc phải cho mình nghỉ việc. Cũng theo luật sư, sau khi nghỉ việc, Lan Chi bị cáo Chi Minh Dũng, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị, còn liên tục gọi điện thoại yêu cầu trở lại SCB để ký hợp thức hóa các hồ sơ khoản vay mà trước đây không chịu ký. Tuy nhiên, Lan Chi cương quyết không quay lại ký mà quyết định đổi số điện thoại khác. Luật sư dẫn chứng đây là một tình tiết đặc biệt quan trọng, thể hiện thái độ bị cáo không đồng ý với chỉ đạo của cấp trên, mong hội đồng xét xử lưu tâm khi xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Chi. Theo cáo buộc, từ năm 2015 đến năm 2018, bị cáo Lan Chi với vai trò trưởng phòng, phó giám đốc phụ trách phòng tái thẩm định SCB đã ký hợp thức hồ sơ của 83 khoản vay liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thành Phát, gây thiệt hại cho SCB hơn 18.000 tỷ đồng. Bị cáo Chi bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong phiên tòa của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án Trường Bị Lan vàng Thành phát, đã kết thúc phần bào chữa của các luật sư đối với 86 bị cáo trong vụ án cũng như phần bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan. Theo đó, phần tranh luận tiếp tục với nội dung của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đối đáp lại các quan điểm bào chữa của luật sư, tự bào chữa bổ sung của các bị cáo và quan điểm bảo vệ quyền lợi. Đa số các bị cáo đồng phạm của Trương Mỹ Lan trong vụ án đều cho rằng chỉ đóng vai trò yếu thế, làm công ăn lương, tin tưởng tuyệt đối vào Trương Mỹ Lan, cấp trên, không hưởng lợi nên đề nghị có mức án nhẹ hơn viện kiểm sát đề nghị. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan không thừa nhận cáo buộc thao túng SCB và nhiều cáo buộc khác. Bào chữa cho Trương Mỹ Lan, các luật sư cho rằng về tội danh tham ô tài sản, chủ thể của tội này phải là người có chức vụ quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản tại SCB, trong khi đó bị cáo không hội tụ các điều kiện này. Hơn nữa, về bản chất và hành vi của Trương Mỹ Lan được xác định là cùng phương thức thủ đoạn phạm tội nếu có xuyên suốt trong 10 năm, nên tách ra hai tội danh ở hai thời điểm là chưa phù hợp. Đối với tội đưa hối lộ của bị cáo Lan, theo các luật sư, hiện chỉ có Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB khai đưa 5,2 triệu đô la Mỹ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước. Bị cáo nhàn thừa nhận hành vi nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ võ tấn Hoàng Văn, còn lại không có chứng cứ khác chứng minh bị cáo Lan chỉ đạo Văn đưa 5,2 triệu đô la Mỹ cho đối thị nhàn. Vì vậy các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc thân chủ tội đưa hối lộ. Đối với phần bảo vệ quyền lợi của người bị hại là SCB, ngân hàng đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại của SCB tính đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 5 tháng 3 Năm 2024 là 761.802 tỷ đồng. Trong đó nợ gốc là gần 484.000 tỷ đồng, nợ lãi phí tạm tính là hơn 277.800 tỷ đồng. Xác định bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm phải có trách nhiệm liên đới khắc phục toàn bộ thiệt hại. Xem xét giao cho SCB toàn quyền quản lý, khai thác sử dụng xử lý 1.166 tài sản đảm bảo là vật chứng trong vụ án cho SCB nhận lại toàn bộ tài sản và các quyền tài sản mà cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi kê biên phong tỏa trong vụ án. Đối với khoản tiền nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ của bị cáo Đỗ Thị Nhan, SCB cũng đề nghị thu hồi lại trả cho SCB bởi tiền đưa nhận hối lộ này có nguồn gốc từ SCB. Đối với thiệt hại vụ án, các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cách xác định lại thiệt hại của vụ án, bởi viện kiểm sát xác định thiệt hại dựa trên nguyên tắc lấy dư nợ trừ đi giá trị tài sản đảm bảo song lại loại trừ một số tài sản đảm bảo, khiến bị cáo Lan phải chịu trách nhiệm với số thiệt hại cao hơn rất nhiều so với sai phạm bị cáo buộc. Về đề nghị của bị cáo Trung Mỹ Lan bắn tòa nhà Capital Play 29 Liệu Giai Hà Nội để bổ sung khắc phục hậu quả, thì tại tòa đại diện 2 trong 4 ngân hàng HSBC, Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải và Ngân hàng OCBC, bang Singapore không đồng ý và đề nghị hội đồng xét xử, xem xét bảo đảm quyền lợi của ngân hàng theo bốn ngân hàng tòa nhà Capital Play đang được công ty cổ phần Twin Peaks thế chấp để đảm bảo khoản vay 200 triệu đô la Mỹ, thời điểm đáo hạn trả nợ là ngày 30 tháng 4 năm 2024. Tòa nhà Capital Play được Trương Mỹ Lan thông tin đến tòa là có thể bán với giá 1 tỷ đô la Mỹ, song con gái bà Trương Mỹ Lan trình bày đang có người trả 360 triệu đô la Mỹ, nhưng tòa nhà này đang thế chấp vay, sau khi bán xong trả nợ cho bốn ngân hàng, số tiền còn lại sẽ dùng khắc phục hậu quả trong vụ án. Về yêu cầu của Trương Mỹ Lan đề nghị SCB trả tiền thuê tòa nhà 19 Nguyễn Huệ, SCB trình bày tài sản này đang bị kê biên, nên hiện SCB chưa thanh toán tiếp, nhưng số tiền nợ thấp hơn rất nhiều so với số tiền mà SCB đặt cọc. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo có liên quan đến sai phạm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức khác là người bào chữa cho bị cáo Phạm Thu Phong, luật sư Trâm đồng ý với nội dung cáo trạng quy kết về việc bị cáo Phạm Thu Phong không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trường Mỹ Lan. Qua đó, hành vi của bà Phạm Thu Phong gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 90.317 tỷ đồng. Xong, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét miễn trách nhiệm dân sự cho bị cáo vì không có khả năng chi trả. Hơn nữa, bị cáo Phạm Thu Phong đã giao nộp lại số tiền 20 tỷ do bà Trương Mỹ Lan tặng sau khi nghỉ việc. Về trách nhiệm hình sự, luật sư Trâm đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo Phong hưởng mức án khoan hồng vì chỉ đóng vai trò thứ yếu và không hưởng lợi từ vụ án. Trước đó, luật sư Trương Thị Minh Thơ, người bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng, cựu trưởng ban kiểm soát ngân hàng SCB giai đoạn 2019-2022 cho biết, cáo trạng quy buộc bị cáo Thắng không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan. Theo đó bị cáo thắng không kịp thời phát hiện ngăn chặn đối với các sai phạm của ngân hàng SCB trong hoạt động cấp tín dụng, điều này dẫn đến các khoản vay dư nợ đặc biệt lớn gây thiệt hại cho SCB số tiền 344.695 tỷ đồng. Tuy nhiên, luật sư thơ cho rằng cần xem xét về quan điểm cho rằng bị cáo thắng thiếu trách nhiệm trong quá trình làm việc, cụ thể trong quá trình làm việc, bị cáo Lưu Quốc Thắng đã làm đúng và đầy đủ nhiệm vụ trong chức vụ quyền hạn của mình. Theo luật sư, ông Thắng đã phát hiện nhiều sai phạm của ngân hàng SCB, sau đó bị cáo đã làm nhiều báo cáo kiến nghị, đề nghị ban giám đốc ngân hàng SCB xử lý, khắc phục nhưng không được xem xét. Luật sư Trương Thị Minh Thơ cũng nêu ra 30 báo cáo của ông Lưu Quốc Thắng về tình hình hoạt động, bất cập hạn chế của ngân hàng SCB, thậm chí ông Thắng cũng đã đề nghị lãnh đạo ngân hàng SCB chỉ đạo các đơn vị chi nhánh tăng cường giám sát nguồn vốn, nguồn trả nợ thời hạn trả nợ và tài sản đảm bảo để đảm bảo đúng quy định cho vay, giảm rủi ro cho ngân hàng SCB. Ngoài các báo cáo tăng trưởng hàng tháng, ông Thắng còn gửi các công văn đề nghị lãnh đạo ngân hàng SCB về việc xin ý kiến ngân hàng nhà nước và những công văn cảnh báo về tài sản thế chấp tại SCB. Tuy nhiên, các báo cáo công văn kiến nghị đều không được lãnh đạo SCB xem xét chú trọng, thậm chí là bác bỏ. Về tình tiết giảm nhẹ, luật sư Thơ cho hay, Hiện tình hình bệnh tật của bị cáo diễn biến xấu, thời gian sống tính từng ngày từng giờ. Theo đó, luật sư bảo chữa xin hội đồng xét xử xem xét miễn hình phạt cho bị cáo. Trong một tình tiết khác, tự bảo chữa, bị cáo Nguyễn Cao Chí cho rằng sai lầm của mình xuất phát từ lo lắng thái quá trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt trình bày thêm về các giao dịch với bà Lan. Bị cáo Chí nói, khi chồng Mỹ Lan giao dịch với bị cáo nhưng không đứng tên, nên lúc đó bị cáo nghĩ Lan có ý định phòng những khoản tiền đó nếu xảy ra rủi ro. Khi hay tin chị Lan bị bắt, bị cáo đã lo lắng thái quá vì sợ người ta nghĩ hệ thống của bị cáo liên quan đến chị Lan, nên phạm sai lầm khi xử lý khủng hoảng. Chính hệ thống của bị cáo trong giai đoạn đó đang bị nợ hơn 1.500 tỷ đồng. Bị cáo thừa nhận mình phạm sai lầm. Tất cả bị cáo xin nhận hết bị cáo bối rối và lo lắng thái quá